kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Tư ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thúc đẩy các giải pháp tăng trưởng kinh tế xã hội 5 tháng cuối năm 2019. Lâm Đồng khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới. Đà Lạt lãnh án tù vì đánh công an khi bị nhắc nhở hát hò ầm ĩ nơi công cộng. Cho mượn thẻ hướng dẫn viên du lịch bị phạt đến 15 triệu đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy các giải pháp để tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tháng 8 và thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành kế hoạch 5 tháng cuối năm 2019. Các sở ban ngành, nhất là người đứng đầu, cần nâng cao công tác lãnh đạo, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đây là chỉ đạo của đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị đánh giá kinh tế xã hội tháng 7 tổ chức vào chiều nay. Tham dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7 năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Lâm Đồng tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu đạt gần 40.500 ha, vụ mùa cây hàng năm đạt 7.689 ha, diện tích trồng mới chuyển đổi giống cây trồng lâu năm 5.821 ha. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được kiểm soát, đảm bảo sản xuất cho nông dân. Trong tháng, cơ quan chức năng phát hiện lập biên bản 66 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó có 39 vụ phát hiện được đối tượng, diện tích rừng thiệt hại 2,4 hectare, lâm sản thiệt hại hơn 158 mét khối, so với cùng kỳ giảm 9 vụ và giảm cả 2 tiêu chí về diện tích và lâm sản thiệt hại. Lũy kế 7 tháng đầu năm, số vi phạm trên 390 vụ, lĩnh vực sản xuất công nghiệp tăng 7,9%, lũy kế 7 tháng tăng 8,3%, chỉ số ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 14,2%. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 tăng 0,33% và tăng 2,76% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 56,85 triệu đô la, tăng 1,3%. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh về lượng như alumin, cà phê nhân, chè chế biến, rau, hoa các loại. Lũy kế 7 tháng ước đạt hơn 428 triệu đô la, bằng 59,5% kế hoạch. Tuy nhiên, lĩnh vực kim ngạch nhập khẩu trong tháng ước đạt 8,7 triệu đô la, giảm 33,3%. Trong tháng 7, Lâm Đồng đón 620.000 lượt khách, tăng 10,7%. Khách quốc tế đạt 38.000 lượt, tăng 8,6%. Lũy kế 7 tháng đầu năm, số lượng khách đến Lâm Đồng đạt hơn 4,3 triệu lượt. Toàn tỉnh đã đầu tư phát triển trên 3.000 tỷ đồng xây dựng cơ bản. Tính đến ngày 31 tháng 7 đã giải ngân hơn 1.220 tỷ đồng, đạt 42,5% kế hoạch. Khối lượng thực hiện 1.157 tỷ đồng, đạt hơn 40% kế hoạch. Trong tháng 7, toàn tỉnh có 92 doanh nghiệp thành lập mới, nâng số doanh nghiệp được cấp phép trong 7 tháng lên 641 doanh nghiệp. Cũng trong tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép cho 2 dự án đầu tư, lũy kế 7 tháng lên 16 dự án được cấp phép. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 7 tháng đạt 4.792 tỷ đồng, bằng 60% dự toán địa phương, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế phí đạt hơn 2.900 tỷ đồng, 2.500 lao động được giải quyết việc làm. Toàn tỉnh có 90 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 77,6% số xã. Các xã còn lại đạt từ 10 đến 18 tiêu chí. Đến cuối năm nay có 13 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình giảm nghèo, y tế, văn hóa, giáo dục được đảm bảo. Tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thành công kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới sắp tới. Bên cạnh kết quả đạt được, trong tháng 7, một số lĩnh vực kinh tế xã hội của Lâm Đồng còn gặp khó khăn. Tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp diễn biến phức tạp, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt thấp và giảm so với cùng kỳ, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tăng, thu hút đầu tư gặp khó khăn, trật tự an toàn xã hội và tai nạn giao thông tiềm ẩn nhiều lo ngại. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành đã đánh giá nguyên nhân hạn chế, đồng thời trao đổi kiến nghị các giải pháp để hoàn thành kế hoạch trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng khẳng định, kết quả đạt được trong tháng 7 tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội 5 tháng còn lại của năm 2019. Tuy nhiên, đánh giá toàn diện một số lĩnh vực vẫn còn gặp khó khăn, đặc biệt công tác bảo vệ rừng. Dù 3 tiêu chí giảm, nhưng thực tế vẫn diễn ra phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường rừng. Vì vậy, đồng chí Đoàn Văn Việt đề nghị các ngành liên quan và chính quyền địa phương phải vào cuộc đồng bộ, có giải pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm. Đặc biệt, cần rà soát lại diện tích giao rừng cho cộng đồng trên địa bàn, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình cơ bản, thực hiện tốt việc giải ngân vốn, tăng cường công tác thu ngân sách,
Những địa phương đầu tàu của tỉnh như thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Đức Trọng cần có giải pháp hiệu quả hơn nữa trong công tác thu, tập trung vào lĩnh vực mũi nhọn của địa phương. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt lưu ý ngành giáo dục và đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổng kết năm học 2018-2019 và chuẩn bị cho chương trình năm học mới, tiếp tục quan tâm đảm bảo các chương trình chính sách an sinh xã hội, ngăn chặn các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Sáng nay 31 tháng 7, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm phó trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng về kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với việc triển khai tổ chức thực hiện quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Theo báo cáo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, trong thời gian qua, Đảng ủy khối đã triển khai công tác quán triệt, phổ biến tuyên truyền nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng và quy định của Ban Bí thư về nêu gương. Qua đó, toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong khối cơ quan tỉnh đã nhận thức rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trong kiểm điểm tự phê bình hàng năm, tập thể, ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy cũng như cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đều nhận diện, đánh giá nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm, thẳng thắn chỉ rõ những biểu hiện suy thoái trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Phổ biến là một số cán bộ đảng viên chưa chịu khó học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của đảng, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, chưa nghiêm túc trong phê và tự phê, nói chưa đi đôi với làm, v.v. Đối với việc phát huy tính nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là lãnh đạo quản lý, người đứng đầu, đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên trong khối các cơ quan tỉnh đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm nêu gương, tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện bản thân, kiên định lập trường, tư tưởng, trung thành với sự nghiệp đổi mới của đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của đảng vẫn còn những hạn chế như một vài tổ chức đảng chậm triển khai việc xây dựng chương trình hành động theo yêu cầu của đảng ủy khối. Việc thực hiện nghị quyết có nơi chưa thực sự đi vào chiều sâu. Đối với việc thực hiện các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nêu gương của người đứng đầu và cán bộ đảng viên có nơi còn thực hiện qua loa, hình thức, việc nêu gương chưa rõ ràng. Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và quy định nêu gương của Ban Bí thư mà Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã đạt được. Những kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng và góp phần vào sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Để các nghị quyết chỉ thị trên đi vào thực chất và có chiều sâu, đồng chí Nguyễn Duy Bắc đề nghị trong thời gian tới, với đặc thù là tổ chức đảng lãnh đạo các cơ quan đơn vị đứng đầu của tỉnh, đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phải xác định việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và quy định nêu gương của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực chất, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ, phải khắc phục triệt để những khuyết điểm hạn chế mà tỉnh ủy Lâm Đồng đã chỉ ra trong thời gian qua. Đồng thời, ngoài việc làm tốt công tác xây dựng đảng, đảng ủy khối cũng cần tăng cường lãnh chỉ đạo công tác chuyên môn của các đảng bộ trực thuộc, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của đảng và quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nêu gương để xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Trước đó, vào chiều hôm qua 30 tháng 7, Đoàn Kiểm tra Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Di Linh về nội dung này. Theo báo cáo, Đảng bộ huyện Di Linh hiện có 4.025 đảng viên sinh hoạt tại 69 tổ chức cơ sở đảng. Trong những năm qua, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ huyện ủy Di Linh đã tổ chức hội nghị quán triệt được 23 lớp cho 3.200 lượt cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ học tập, đồng thời tổ chức 3 hội nghị quán triệt các quy định 10155 và quy định 08 cho hơn 1.000 cán bộ đảng viên tham gia. Từ đó xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng các tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý, phát động phong trào 4 biết, 4 giữ gìn, 4 không, 4 chống, làm tiêu chí phấn đấu cho cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Đoàn kiểm tra Trung ương đề nghị thời gian tới, huyện ủy Di Linh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế, nhất là nhận diện, đấu tranh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn đảng.
Nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay: Lâm Đồng khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới. Thành quả này là minh chứng rõ nét nhất khẳng định một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, gắn với lợi ích thiết thân của đại bộ phận nhân dân, làm đổi thay toàn diện đời sống dân nông thôn để tiếp tục phát triển quê hương trên bước đường hội nhập. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng mai 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng, nhằm đánh giá lại kết quả đã đạt được trong chặng đường 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề ra những mục tiêu phấn đấu trong thời gian tiếp theo. Có thể nói, nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vai trò to lớn từ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và nhà nước luôn có nhiều chính sách ưu tiên phát triển lĩnh vực này. Nghị quyết 26 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 năm 2008 đã đưa ra chủ trương xây dựng nông thôn mới trên cả nước. Thực tế đã khẳng định đây là chương trình phát triển nông thôn toàn diện, đáp ứng nguyện vọng của đại bộ phần người dân, và Lâm Đồng đã có những khởi sắc nhiều mặt sau 10 năm xây dựng nông thôn mới. Là một trong 11 tỉnh trên toàn quốc được lựa chọn triển khai thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Từ kết quả thành công của việc xây dựng xã điểm nông thôn mới Tân Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã triển khai xây dựng nông thôn mới trên tất cả các xã trong tỉnh. Trong 10 năm qua, Lâm Đồng huy động tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới là 53.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 13,7%, vốn doanh nghiệp 1,3%, vốn cộng đồng dân cư 85%. Đây là một minh chứng rõ ràng cho niềm tin, sự đồng thuận mạnh mẽ của các cấp, các ngành và nhân dân trong phong trào mang lại lợi ích thiết thân cho cộng đồng và xã hội. Kia thì đường nhỏ tí xíu, cỏ dại nó mọc đi không nổi. Thế nhưng mà từ khi mà có nông thôn mới thì là phát quang bụi rậm, rồi là làm đường nó to thêm, nhân dân đi lại xe cộ nó tránh nó, thì các em đi học nó lại thuận tiện. Sau 10 năm nỗ lực không ngừng, đến nay Lâm Đồng có 90 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 77,6%. Phấn đấu đến năm 2020, con số này lên đến 94%. Trong đó có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, Lâm Đồng là tỉnh duy nhất của Tây Nguyên có huyện đơn dương đạt chuẩn nông thôn mới và đang cùng 4 huyện trong cả nước thực hiện đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh. Hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Vấn đề này đang đặt ra một thách thức và cơ hội cho huyện Nông Bộ Đơn Dương. Và nhân dân Đơn Dương cũng rất là phấn khởi, bởi lẽ nó sẽ mở ra một cái hướng mới cho cái nền kinh tế xã hội của huyện phát triển trong thời gian tới và có những hướng đột phá, nhưng mà cũng không ít sẽ có những cái khó khăn vướng mắc. Bởi lẽ thì đòi hỏi phải có một nguồn vốn cả về ngân sách đầu tư cũng như là cả về nhân dân tham gia trong chương trình này. Điều đáng nói là kết quả thực hiện các mục tiêu chương trình nông thôn mới tại Lâm Đồng đều vượt trội so với khu vực và bình quân chung của cả nước trên cả 3 khía cạnh: tỷ lệ số xã đạt chuẩn, số tiêu chí bình quân và tỷ lệ xã dưới 10 tiêu chí. Lâm Đồng hiện không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. Qua 10 năm thì chúng ta thấy là nông thôn Lâm Đồng cũng đã có những cái thay đổi căn bản và toàn diện. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân thì qua đó thì được nâng lên. Phải nói rằng điểm nhấn là chúng ta thấy rằng là kinh tế nông nghiệp có sự tăng trưởng ổn định. Công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn thì cũng có cái bước phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững. Môi trường của nông thôn đã có những cái chuyển biến đáng kể. Nhiều vùng nông thôn đã hết sức là quan tâm trong việc xây dựng và hình thành những cái mô hình về cảnh quan xanh sạch đẹp và khẳng định đó là cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây là một cái chủ trương mà hết sức là đúng đắn, phù hợp với lòng dân. Nó đã gắn cái lợi ích thiết thân của đại bộ phận nhân dân. Trong 10 năm qua, tăng trưởng ngành nông nghiệp Lâm Đồng bình quân toàn giai đoạn đạt 6,5%, trong lúc cả nước chỉ đạt 2,95%. Sản xuất chuyển dịch theo hướng ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao. Tổng diện tích nông nghiệp công nghệ cao đạt trên 56.000 ha, gấp 9 lần năm 2010, góp phần nâng giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt 169 triệu đồng một hecta một năm, tăng gấp đôi so với năm 2010.
Chủng loại nông sản ngày càng đa dạng, hình thành những vùng sản xuất chuyên canh, tập trung đáp ứng nhu cầu thị trường. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 37 triệu đồng một năm, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2010. Đời sống thì lên là nâng cao hơn mấy năm trước gấp bội. Đảng ủy đã có cái nghị quyết chuyên đề để xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với Lạc Lâm chúng tôi thì hiện nay nó có một cái địa bàn cũng khá là thuận lợi, là nhân dân có cái tính năng động, cái tính sáng tạo trong cái triển khai thực hiện cái chương trình nông nghiệp công nghệ cao nói chung, trong đó có cái nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông minh. Các cái diện tích này và cái phương pháp sản xuất này nó đã có cái tác động trực tiếp đến tất cả các cái hộ, các cái người mà sản xuất xung quanh đó. Cùng với đó, kết cấu hạ tầng được đầu tư phát triển. Toàn tỉnh đã xây dựng mới khoảng 1.900 km đường, nâng tổng số đường giao thông lên 7.000 km, trong đó hệ thống giao thông nông thôn được cứng hóa hơn 82%. Bên cạnh đó, chất lượng đời sống văn hóa của người dân tiếp tục được nâng cao, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát triển. Hệ thống chính trị, xã hội vững mạnh, tình hình an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo. Rất là bình yên, không có vấn đề gì hết. Rồi bà con đối xóm, tình làng nghĩa xóm cũng rất là tốt. Công cuộc xây dựng nông thôn mới tại Lâm Đồng đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại hạn chế như hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn ở một số xã chưa hoàn thiện. Sản xuất nông nghiệp chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với thị trường. Cảnh quan môi trường ở một số nơi chưa được chỉnh trang. Kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới chưa đồng đều giữa các vùng. Lâm Đồng luôn xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, địa phương có những mục tiêu kế hoạch cụ thể trong giai đoạn tiếp theo. Cần phải có một cách tiếp cận mới để đi giải quyết một vấn đề hết sức là thực chất đối với những cái tồn tại, những cái hạn chế trong quá trình xây dựng nông thôn mới, là thay đổi về tư duy, về tập quán sản xuất của người dân, cần cái việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, cho cộng đồng dân cư để người ta chủ động tham gia vào trong cái quá trình phát triển. Thứ ba là chúng ta cũng cần có cái tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng mới thì một số các cái cơ chế, một số các cái chính sách đặc thù của địa phương để bảo đảm phù hợp với các chủ trương, chính sách của địa của trung ương cũng như là cái điều kiện thực tế của địa phương, của tỉnh chúng ta. 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng là một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của địa phương, là kết quả của sự đồng thuận nhất trí cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Thành quả nông thôn mới tại Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung là minh chứng rõ nét nhất, khẳng định một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, gắn với lợi ích thiết thân của đại bộ phận nhân dân, làm thay đổi toàn diện đời sống người dân nông thôn để tiếp tục phát triển quê hương trên bước đường hội nhập. Theo tin từ Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt, Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm tổ chức vào hôm qua 30 tháng 7 đã tuyên phạt Trương Văn Hải, 23 tuổi, trú huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Như tin thời sự NTV đã đưa, chiều tối ngày 26 tháng 5, Hải cùng một số người kéo loa thùng di động đến bãi đất trống trước quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, ăn uống ca hát, gây mất trật tự đô thị. Lúc này, tổ tuần tra liên ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đến nhắc nhở và yêu cầu nhóm người này hợp tác để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, Hải không những không chấp hành yêu cầu trên mà còn có hành vi chống đối, đấm vào mặt một cán bộ công an phường 10 và cao tay mặt một công an khác. Tại việc xét xử, Hải đã thừa nhận các hành vi sai trái của mình và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Sau khi xem xét, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tuyên phạt Hải mức án trên. Được biết, trước tình trạng tổ chức ăn nhậu rồi xả rác bừa bãi quanh bờ hồ Xuân Hương xảy ra phổ biến gây mất mỹ quan thành phố, hát hò ầm ĩ gây mất trật tự đô thị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt quyết định cấm ăn nhậu, hát hò, bán hàng rong quanh khu vực thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương. Chính quyền thành phố cũng có cấm nhiều biển cấm xả rác bừa bãi ở công viên bằng tiếng Việt và tiếng Anh, với cảnh báo sẽ quay phim chụp hình và xử phạt người vi phạm lên đến 7 triệu đồng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết đang chuẩn bị lắp đặt hệ thống camera và sẽ phạt nguội những trường hợp có hành vi vi phạm. Phần tin trong nước với những thông tin đáng chú ý. 7 tháng năm 2019, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận 4 ngành hàng xuất khẩu lớn đạt kim ngạch trên 10 tỷ đô la Mỹ. Cho mượn thẻ hướng dẫn viên du lịch bị phạt đến 15 triệu đồng.
Đây là nội dung quy định tại Nghị định 45/2019, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch. Sau chặng đường 7 tháng của năm 2019, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận 4 ngành hàng xuất khẩu lớn, đạt kim ngạch trên 10 tỷ đô la Mỹ. Qua 7 tháng đầu năm, ghi nhận có 24 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 88,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, 4 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 51,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 27,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 18,8% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 18,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,9%. Hàng dệt may đạt 18,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5%. Giày dép đạt 10,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,8%. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang hoàn chỉnh đề án làm đường ưu tiên cho xe buýt để trình Hội đồng Tư vấn Giao thông Đô thị Thành phố xem xét và thẩm định để sớm triển khai thực hiện. Đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu, quận 3 là hai tuyến đường được lựa chọn thí điểm. Làn đường riêng cho xe buýt sẽ được triển khai trong năm nay. Việc ưu tiên cho xe buýt nhằm rút ngắn thời gian hành trình để khách đi học, làm việc đúng giờ. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, hai đường này đều có một chiều, dọc tuyến có nhiều đường cắt ngang, thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ ở khu vực gần giao lộ. Theo phương án tổ chức trong giờ cao điểm sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 và từ thứ hai đến thứ sáu, xe cá nhân không được phép lưu thông vào làn ưu tiên cho xe buýt. Ngoài giờ cao điểm, cho phép các phương tiện cá nhân lưu thông vào làn đường xe buýt. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật, các loại xe được lưu thông bình thường, kể cả trên làn đường ưu tiên cho xe buýt. Cho mượn thẻ hướng dẫn viên du lịch bị phạt đến 15 triệu đồng. Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 45/2019, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch. Theo đó, hướng dẫn viên du lịch có hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn thẻ hướng dẫn viên du lịch thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng. Mức phạt này còn áp dụng đối với hành vi không trung thực khi kê khai hồ sơ cấp, cấp lại đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch và hướng dẫn du lịch không đúng phạm vi hành nghề. Trường hợp không có thẻ hướng dẫn viên du lịch khi hành nghề thì bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng tương tự đối với hành vi dùng thẻ hướng dẫn viên du lịch giả để hành nghề. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 2019. Nội dung cuối trong chương trình thời sự tối nay: phát huy vai trò hợp tác xã trong nông thôn mới, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn trong thời kỳ hội nhập. Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn xây dựng nông thôn mới thời gian qua cho thấy kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã, nếu phát triển đúng hướng sẽ là một yếu tố và là động lực cơ bản, góp phần tạo nền tảng để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Hợp tác xã có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn trong thời kỳ hội nhập. Đi đầu trong phát huy vai trò hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng, phải kể đến hợp tác xã Tiến Huy, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Được thành lập năm 2014, đến nay đơn vị có 2 hecta đất sản xuất và liên kết với hơn 30 hộ sản xuất có tổng diện tích hơn 38 hecta ở huyện Đức Trọng, Đơn Dương và thành phố Đà Lạt. Hầu hết rau của đơn vị được sản xuất theo tiêu chuẩn rau an toàn, được giám sát chặt chẽ từ khâu chọn giống, gieo trồng, thu hoạch đến khâu đóng gói. Bước đầu thì thành lập gặp cũng rất nhiều là khó khăn về tình hình các thành viên. Tại hợp tác xã là sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tiêu chuẩn các siêu thị thì phải làm theo đúng tiêu chuẩn, nên bản chất của các thành viên đều là sản xuất theo truyền thống. Sau đó thì hợp tác xã đã thành lập một cái đội để đi kiểm tra và hướng dẫn cho nông dân làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện tại thì tới giờ thì tất cả các thành viên hội liên kết nói chung là đã cũng thấm nhuần được cái tư tưởng về rau sạch và sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Muốn tham gia và hợp tác xã
thì bản thân các thành viên phải tuân thủ theo cái điều kiện là tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất theo kế hoạch của hợp tác xã và theo quy trình của hợp tác xã, thì hợp tác xã sẽ thu nhận lại những cái sản phẩm mà hợp tác xã đã triển khai cho bà con. Quy trình hợp tác với nông dân trồng luân canh các loại rau của hợp tác xã Tiến Huy được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu giữa trồng nhà kính và nhà lưới. Thông thường, sản xuất trong nhà kính có năng suất tăng hơn 30%, giá bán cũng vượt hơn 10% so với sản xuất trong nhà lưới. Riêng hai giống dưa leo baby và bông cải xanh baby được hợp tác xã Tiến Huy phân phối độc quyền từ Nhật Bản, nên khi cung ứng cho nông dân sản xuất thường chốt giá thu mua ổn định ngay từ lúc xuống giống. Tính riêng trong năm 2018, hợp tác xã Tiến Huy đã đạt doanh thu 25 tỷ với sản lượng 3 đến 4.000 tấn rau củ các loại. Là đối tác của các siêu thị lớn như Vinmart, Metro, Lotte và các nhà hàng khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi xưa làm ở ngoài làm theo thị trường trôi nổi. Thì lúc thì được giá, lúc thì mất giá. Nhưng mà cái bình quân của nó thu nhập cũng nó không bao nhiêu hết. Tại vì nhiều lúc cái hàng mà giỏi á, rồi là họ chế, họ này, họ kia cực lắm. Rồi sau này rồi có hợp tác xã Tiến Huy này, cái đăng ký liên kết hợp tác xã. Trong 2 năm nay thì làm cái về hàng hóa mua bán, giá cả rất ổn định. Tại họ ký giá chế cho mình quanh năm mà. Thì làm thu nhập 2 năm nay cũng đỡ lắm, nó đỡ hơn ngoài nhiều quá. Còn tổ hợp tác Hương Sắc Đà Lạt, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tuy mới thành lập được 4 năm, nhưng đã nâng số vốn từ 17 tỷ đồng lên gấp đôi với hơn 34 tỷ đồng. Nâng diện tích canh tác của thành viên từ 1,8 hectare đến nay đạt 10 hectare với 1 triệu chậu lan hồ điệp và lan vũ nữ cùng các giống cây con các loại. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổ hợp tác đã thu hoạch được 1 triệu cành lan với doanh thu hơn 5 tỷ đồng. Để đạt được thành quả như vậy là nhờ khi tham gia mô hình này, các thành viên được tham gia đào tạo lớp chuyên sâu về trồng lan, được cấp chứng chỉ nên sản phẩm đạt chất lượng rất tốt, được khách hàng ưa chuộng, mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với làm ăn cá thể. Đây là cũng giống như là một cái cuộc cách mạng của một cái nhóm của chúng tôi, của một tổ hợp tác nhỏ của chúng tôi ở trên địa bàn Lâm Đồng này thôi. Thật ra thì cuộc sống thì nó khác ngay. Khác là tại vì so mình làm theo cái kiểu cá riêng lẻ, cá nhân, cái đầu ra lệ thuộc vào những nhà buôn, không có tính chất là hỗ trợ lẫn nhau thì cuộc sống nó thấp. Thì hiện giờ chúng tôi thì làm thì cuộc sống của anh em thì hiện giờ nó vượt trội hẳn lên, cuộc sống là tốt lên nhiều. Là trong 2019 này là anh em các thành viên đang xây dựng, thì cái hướng tới thì chúng tôi là cũng phải làm tất cả các cái gì mà điều kiện tốt nhất để đưa cái sản phẩm mình ra thị trường cũng như ra nước ngoài là đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn của quốc tế. Các hợp tác xã Tiến Huy hay tổ hợp tác Hương Sắc Đà Lạt vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần nâng cao hiệu quả về mặt xã hội. Điều này được thể hiện rõ nhất khi hợp tác xã làm ăn tốt sẽ tăng thu nhập cho người dân và đóng góp vào ngân sách địa phương. Những đơn vị hoạt động có hiệu quả còn có thể tích lũy để đầu tư cơ sở hạ tầng ở nông thôn, làm thay đổi diện mạo cơ bản nông thôn theo hướng tích cực. Tuy còn ở mức độ khác nhau, nhưng các hợp tác xã đã chủ động vươn lên, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho thành viên và người dân, khẳng định vai trò vị thế và sự phát triển của mô hình này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.